Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HTT3. Và thưa với quý cô bác anh chị, thì căn bệnh mất ngủ là một trong những căn bệnh mà có rất nhiều những cái nguyên nhân. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ đến cho quý cô bác anh chị một trong những cái nguyên nhân và cũng như là một trong những cái cách chữa trị căn bệnh mất ngủ của quý cô bác anh chị từ cái nguyên nhân là đi tiểu đêm. Quý cô bác anh chị có thể biết rằng là những cái người mà thường hay phải mắc phải những cái chứng là đi tiểu đêm nhiều ấy, thì cái thời gian họ đi tiểu đêm khiến cho người ta không còn có đủ cái thời gian để ngủ nữa. Tôi đã từng nghe những cuộc điện thoại của các bác, có bác thì nói rằng là một tối các bác đi tiểu đến 5-6 lần, có bác thì nói rằng là tối đi tiểu đến chục lần. Thế thì như vậy làm sao các bác còn có được giấc ngủ ngon, đúng không ạ? Và tôi đã tìm ra được cái nguyên nhân cơ bản của cái vấn đề đi tiểu đêm, đó là cái nguyên nhân thận yếu. Thưa với lại quý quan chị, thận yếu hay là thận hư thì là một trong những cái nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái việc đi tiểu đêm. Vì chúng ta biết rằng khi mà cái quả thận của chúng ta nó yếu đi thì cái việc mà nó đào thải nó khiến cho là chúng ta nó không còn làm được cái việc của nó nữa. Và từ đó khi mà cái việc đi tiểu đêm và dẫn đến cái việc là máu huyết lưu thông trong cơ thể, lọc máu nó cũng không còn được tốt nữa. Bởi vậy mà khi mà cái quả thận của chúng ta nó bị suy giảm, nó bị yếu, nó khiến cho cơ thể chúng ta ảnh hưởng rất là lớn. Cái việc đầu tiên mà căn bệnh của cái việc thận nó yếu ấy, thì nó dẫn đến cái việc là chúng ta đi tiểu đêm nhiều. Và sau khi mà quý cô bác anh chị đi qua cái giai đoạn mà đi tiểu đêm nhiều thì nó sẽ dẫn đến cái việc là máu huyết của quý anh chị nó bị ảnh hưởng. Đó, như vậy thì dần dần là cái thận của chúng ta là ảnh hưởng. Và trong video này thì tôi xin được chia sẻ đến cho quý cô bác anh chị một trong những cái bài thuốc dân gian, một trong những cái bài thuốc nam khá là hiệu quả trong việc là chữa trị căn bệnh thận này. Và để biết được cái bài thuốc này như thế nào thì ngay bây giờ mời các bác chúng ta cùng theo dõi video này ạ. Thưa với lại quý cô anh chị, thì chúng ta biết rằng thận là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng của cơ thể như vậy. Và trong video này thì như đã hứa, tôi sẽ chia sẻ đến cho quý cô anh chị cái bài thuốc từ những cái nguyên liệu mà rất là sẵn. Và thưa với quý anh chị thì đây là trên tay tôi là cái nắm nguyên liệu. Đây là những cái loại nguyên liệu rất là sẵn và rất là phổ biến, ở đâu cũng có các bác nha, ở đâu cũng có và cũng rất là dễ sử dụng. Tôi không biết rằng là ở nước ngoài thì có những cây này không, nhưng ở Việt Nam thì tôi thấy rằng ở đâu cũng có cây này. Và cái cây đầu tiên tôi muốn chia sẻ đến cho quý cô anh chị thì đó là cây hoa trinh nữ. Vâng, thưa với quý cô anh chị thì đây là cái cây hoa trinh nữ. Chúng ta có thể thấy là cái cây hoa trinh nữ này ấy, thì hầu như là ở đâu cũng có. Có nơi thì gọi đó là cây gai xấu hổ, có nơi thì gọi nó là cây mắc cỡ, và nó còn có khá nhiều các loại tên khác nữa. Tuy nhiên là ở vùng của tôi thì thường hay gọi nó là gai xấu hổ. Và cái gai này ấy, thì gây cây này ấy, thì nó mọc ở ngay rìa đường. Chỉ cần chỗ nào mà quý cô bác anh chị không có rễ cỏ đi là nó sẽ có, nó mọc ngay. Và đây tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị nhìn rõ cái bông hoa của nó này. Đây là cái hoa, cái hạt của nó này. Đấy. Và vào những cái mùa như này thì bắt đầu nó có hoa, có hạt. Hoa của nó màu tím đây. Các bác có thể thấy đây, rất là dễ kiếm cây này. Cái này ở đâu cũng có, không ở đâu không có cả. Đây gọi là cây gai xấu hổ tím các bác nhá. Thế còn có như khá nhiều loại xanh. Đấy, loại tím, loại xanh. Thì các bác dùng cái loại tím này, cái loại tím là nó ngắn thôi, nó không có dài như cái loại xanh. Và cái loại này thì nó bò sát đất. Còn cái loại xanh là nó bám lên cả cây, nó bám lên cả cây và nó chùm rất là dài và rất là rộng. Đó, thì không phải cái loại đó mà ta dùng cái loại xanh này. À, cái loại tím này, thưa các bác nhé. Thì đây là gai xấu hổ là một trong những nguyên liệu đầu tiên này. Và cái nguyên liệu thứ hai tôi muốn chia sẻ đến các bác thì đây, tôi vừa lấy đây. Các bác có thể thấy là cây này là cây lá lốt, đúng không ạ? Cây lá lốt thì các bác biết rồi, cây lá lốt là một trong những loại cây mà gia giảm gia vị cho những bữa ăn của chúng ta. Và chả lá lốt này, các bác có thể thấy tượng trưng, đặc trưng là chả lá lốt này, đúng không ạ? Cây lá lốt thì rất là dễ kiếm, ở đâu cũng có, đúng không ạ? Cây lá lốt là cây cũng rất là dễ kiếm, là nguyên liệu thứ hai. Với cái nguyên liệu thứ ba đó là cây dây bòng bong. Đây là nguyên liệu quan trọng. Đây là nguyên liệu quan trọng các bác nhé. Nguyên liệu quan trọng chữa trị bệnh thận. Và dây bòng bong này hay còn gọi là hải kim sa. Hải kim sa hay dây bòng bong. Nếu các bác bị tiểu đêm, bị tiểu buốt, tiểu són, tiểu rắt, tiểu rát, viêm bàng quang, thì đây chính là cây thuốc mà có thể chữa trị được những căn bệnh đó. Thì thưa với lại các bác, dây bòng bong này là một trong những loại dây rất là sẵn ở miền núi, thì rất là sẵn dây này. Và trong đông y thì còn gọi nó là hải kim sa. Đấy các bác nhé, là các bác hãy sử dụng cái dây bòng bong này. Thì dây bòng bong này nó có cái loại kim sa, khi mà ta tìm chọn cái khi mà nó có cái lá xoăn này. Và tôi đã có khá là nhiều bài chia sẻ về cái cây dây bòng bong này rồi. Nếu như các bác muốn tìm hiểu kỹ hơn cái dây bòng bong này thì cũng có thể là vào kênh hoặc là xem kỹ lại các bác nhé. Thì đây là cái dây bòng bong, và đây là một trong những loại cây thuốc mà đem lại những cái hiệu quả rất là cao trong việc chữa trị bệnh thận, bệnh viêm bàng quang, bệnh tuyến tiền liệt,
và nói chung là đường tiểu của chúng ta, đường bài tiết của chúng ta là thì rất là hiệu quả khi mà sử dụng cái dây bồng bông này. Thì trong bài thuốc này tôi sẽ chia sẻ đến các bác cái bài thuốc và cái cách làm để chữa trị căn bệnh thận của các bác quý của bác anh chị này. Và các bác hãy một là các bác hãy lấy giấy bút ghi cho nó rõ, hai là các bác xem thật kỹ và để nắm được cái liều lượng để nó đem lại cái hiệu quả tốt nhất các bác nhé. Thì cái nguyên liệu đầu tiên của chúng ta tôi vừa chia sẻ đó là cây gai xấu hổ này. Các bác dùng khoảng tầm 500g tươi các bác nhé, 500g tươi bác đem về các bác rửa sạch. Các bác nhớ là ngâm muối rửa sạch đi, vì nó ở sát đất nó có rất nhiều những cái bẩn thỉu. Thì chúng ta cứ ngâm muối rửa sạch đi. Sau đó thì các bác đem phơi, băm khúc ra, băm khúc từng khúc nhỏ ra, khúc khoảng 2-3 phân, 3 phân, 5 phân. Các bác đem phơi, thì 500g. Và cái cây lá lốt này, các bác cũng lấy khoảng tầm 500g, cũng rửa sạch và bỏ những cái lá sâu, lá thối đi. Các bác bỏ lá sâu lá thối đi, không cần lấy rễ nha các bác nhé. Hai cái loại này cũng ta không cần lấy rễ đâu, và lấy chỉ lấy thân thôi. Thì các bác lấy thân và lá, sau đó thì các bác đem các bác phơi cái này cũng băm ra sang phơi. Phơi thì các bác lưu ý là hai cái loại này chúng ta phơi là không có phơi ngoài nắng to các bác nhá. Các bác phơi trong râm. Đấy, phơi trong râm chứ ta không phơi nắng to. Tất cả loại thuốc thì các bác không nên phơi ở giữa nắng to. Đấy, nó không tốt. Và đây là dây bồng bông. Dây bồng bông này thì các bác cũng lấy khoảng 500g. Các bác cũng đem 500g các bác để thành băm ra cũng được, mà không thì các bác để nguyên này cũng phơi cũng được. Sau đó thì ta chỉ dỡ ra thôi là nó cũng được. Thì sau khi mà phơi khô, rửa sạch, phơi khô rồi thì bắt đầu các bác sử dụng cho tôi là như thế này. Chúng ta sẽ dùng cái gai xấu hổ này là 20g khô các bác nhá. 20g khô. Đó, cây lá lốt này cũng là khoảng tầm 25 đến 30g khô. Đấy, cây gai xấu hổ là 20g khô, đây là 25 30g khô. Cây dây đặc biệt là dây bồng bông này thì các bác dùng khoảng tầm 50g khô các bác nhá. Dùng khoảng 50g khô vì nó là cái liều thuốc quan trọng. Các bác đun với lại khoảng 1 lít rưỡi nước. Các bác nhớ là khoảng đun với khoảng 1 lít rưỡi nước. Sau khi mà các bác đun với 1 lít rưỡi nước xong thì các bác sẽ cho vào, các bác đun thì các bác đun cho nó nhỏ lửa, cho nó sôi nhỏ lửa. Các bác cứ đun đến khoảng tầm từ 700 đến 1 lít nước để lại là được. Sau đó thì các bác dùng, các bác để các bác uống cả ngày. Uống trước ăn, sau ăn cũng được, không sao cả. Cái loại này uống trước ăn, sau ăn cũng được. Và thưa với các bác thì các bác dùng liên tục. Các bác hãy dùng liên tục trong vòng 7 ngày. Khi mà thấy cái vấn đề của mình đi tiểu nó giảm dần thì các bác tiếp tục uống cho nó khỏi hẳn các bác nhá. Khi mà thấy đi tiểu nó giảm dần thì ta tiếp tục uống cho khỏi hẳn. Và thưa với các bác là khi mà sử dụng cái loại này ấy, thì các bác hãy kiêng cho tôi là kiêng thịt ngan nhé các bác nhá. Con ngan này, con ngan rất là độc này. Thịt cá mè này, thịt cá rô phi này đó, thì là ba cái loại này là các bác nên kiêng và để nó đem lại cái hiệu quả cao nhất các bác nhá. Thì ở trên đây tôi vừa chia sẻ đến các bác là cái bài thuốc chữa cái bệnh thận, là hy vọng rằng với cái bài thuốc này nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao đến cho quý cô bác anh chị. Và khi mà các bác sử dụng nó có hiệu quả thì hãy chia sẻ bài thuốc cho nhiều người được biết, vì tôi biết rằng có rất nhiều người mắc phải những cái chứng đi tiểu đêm nhưng mà lại không biết là cái nguyên nhân của mình. Và thưa với các bác thì cái căn bệnh tiểu đêm là một trong những căn bệnh mà dẫn đến rất nhiều ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, vì nó liên quan đến giấc ngủ của chúng ta. Vâng, và nếu như các bác cảm thấy rằng đây là video có hữu ích thì đừng quên là chia sẻ video cho nhiều người được biết. Nhớ là hãy dí vào nút đăng ký và nút chuông, vì tôi sẽ còn quay trở lại với quý cô bác anh chị với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video lần sau.